Đỗ Quốc Bỉ Tuấn xin kính chào toàn thể các bác. Bây giờ là 5 giờ chiều tối thứ hai, ngày 14 tháng 2 năm 2022. Và hôm nay cơ sở của chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu gửi tới toàn thể quý vị và các bác một chiếc sập Phúc Khánh Kim Tiền cũ tái, chất liệu bằng gỗ Hụ Ta Gân Quảng Bình, và là chiếc sập phiên bản đặc biệt đẳng cấp đỉnh cao đẹp không đối thủ. Chiếc sập này thì có kích thước là chiều dài trên mặt là 2m, nhân chiều sâu là 1m60, và nhân chiều cao từ mặt đất lên mặt sử dụng kia là 59 phân. Và mặt sập là mặt hai lá, một tấm gỗ bong làm đôi, và lá mặt sập là dày đủ đậu 2 phân. Và sập thì đã được cơ sở của chúng tôi là hoàn thiện kỹ, xì sát, đánh trơ vân gỗ mộc theo đúng lối đánh cổ truyền. Và các bác có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi để được sở hữu cái siêu phẩm đỉnh cao đẹp không đối thủ này. Và nó đẹp đẳng cấp không đối thủ ở chỗ nào thì tôi sẽ quay chi tiết luôn ở trong video này để giới thiệu cũng như là gửi tới toàn thể các bác nhé. Đây các bác xem đây ạ, ba bề mặt trên, mặt hai lá, vân gân siêu đẳng cấp luôn, đỉnh cao luôn, chất liệu gỗ Hụ Ta Gân Quảng Bình, thực sự là hiếm có, khó tìm luôn. Thì tôi sẽ quay chi tiết chiếc sập này để cho các bác xem là nó thực sự có đẳng cấp hay không. Đấy, chúng tôi sưu tầm được và cho thợ hoàn thiện rất là kỹ rồi, nhân dịp những ngày đầu xuân này. Và đây, đây là toàn bộ dạ tiền của nó. Đây là sập Phúc Khánh Kim Tiền. Đó, Phúc Khánh Kim Tiền sẽ mang lại rất là nhiều tài lộc, phúc đức. Đấy, cho quý vị nào kê nhá các bác nhá, rất ý nghĩa luôn. Rồi tôi sẽ đi vào chiếc chân này trước để các bác xem hàng nghệ nhân nó như thế nào. Đây là chính diện của cái chân. Đấy, chân quỳ các bác xem à. Hai bên nó đục rất là dẻo và khéo luôn. Đấy, cà liền. Cà dưới này là cà liền nha các bác nhá. Đấy, đục cực kỳ cân đối. Và rồi vào cái phần chính diện đây của nó đây, là cái phần ở trước mặt đây ạ. Các bác xem này, các bác ngắm dáng đây ạ. Đấy, thực sự là tôi chưa từng sưu tầm được con sập nào mà chân nó đục khéo đến mức như con sập này. Và gỗ thì khỏi bàn rồi, các bác xem gỗ nó lên men như sừng luôn, như sừng trâu, đẹp hơn cả gỗ chắc. Nếu nhìn nhầm còn tưởng gỗ chắc. Đấy, thực sự nó quá đẹp. Đấy, dáng chân các bác xem này, cong rất dẻo nha các bác nha. Đấy, quả cà dưới thì đục những cái dải xoáy này. Đấy, những cái xoáy. Đấy, đây thì đục xoáy này, cuốn lên này. Đấy, chân quỳ cong rất là đẹp luôn, 3D, 4D luôn, từ đọc bọng trong cũng rất là cong rất là đều. Đấy, từ các cái quai xanh này, các cái xoáy đây ạ. Đây, và dáng chân thì khỏi nghĩ rồi, nó quá dẻo luôn. Thực sự tôi chưa sưu tầm được, chưa từng sưu tầm được chiếc sập nào mà nó đục khéo như chiếc sập này. Chân phải nói đục quá khéo. Và đây, đi từ dưới lên trên. Đây, chất gỗ đây thì thôi tôi không phải bàn. Đấy, tất cả nó thể hiện ở trên camera điện thoại đây các bác xem đây ạ. Đây, cà liền nhá. Đấy, đục các cái xoáy đây ạ, ra các cái xoáy đây, và gỗ thì đây. Đấy, các bác xem cái nét đục tay của nghệ nhân, đục các cái xoáy này rất là tỉ, rất là cân, và nó mập mạp, nó bóng lầy. Đấy, nó bóng lầy và tỷ lệ rất là cân đối như này, nó không bị vuông, nó không bị tròn quá. Đấy, nó dẻo vào đây, chất gỗ đây ạ, vần quá quái luôn. Đấy, đây, và đây tôi quay các hướng cho các bác xem đây. Đấy, các bác xem đều ạ. Đấy, chất gỗ thì thực sự là đấy, các bác xem tôi quay những bộ ghế chắc, những cái sập chắc lên, nó còn không đẹp bằng như này cơ. Đấy, nó không đẹp bằng vũng tàu mình như này, thực sự là nó còn đẹp hơn cả chắc. Đấy, đây tôi quay sắt máy này các bác xem nó có phê pha không? Nhưng mà bác nào phải am hiểu chơi đồ gỗ tinh tường thì nhìn cái chất gỗ này cái là nhận ra luôn nha các bác nhá. Cũng là gụ ta, như chất gụ này nó phải đắt gấp 3, gấp 4 lần chất gụ bình thường. Tôi không còn nói, nếu mà nói tăng bốc thôi, đắt hơn gấp 5, gấp 6 lần. Đấy, thực sự bác nào mà hiểu nó có đẹp không? Quá phê luôn. Và ra má ngang này cũng như vậy. Đây, vần 3 bề 4 bên luôn, cái chất gỗ đấy ạ. Và nó đục cực đẹp. Đây, tôi cho các bác xem nắm lại cái chân này đây. Tôi quay cất máy, sát máy đây. Càng sát máy càng thấy đẹp. Đấy, không sợ lỗi nhá. Hàng lỗi mới sợ phải quay xa máy. Đấy, hàng gần, hàng đẹp, hàng gần thì nó quay sát máy nó vẫn là đẹp, tại vì nó đẳng cấp thực sự. Đấy, tôi quay bằng máy điện thoại thông thường thôi. Và rồi, đi vào chiếc dạ. Đấy, chất để các bác xem, chất gỗ thì quá đẹp. Đây là cái đường ống này. Đấy, đường ống này
V tròn và phẳng nhá, phẳng tắt luôn, không có vết gợn dăm gì cả. Đấy, người thợ đục rất là cẩn thận, và các cái đường xoáy, các cái đường móc. Và đây là chữ thọ thủng này. Đấy, chữ thọ thủng đây rất nghe ngắn và đẹp. Và trên này thì là được đục hạt bột này, hạt bột cách ra, và đây là cổ. Đây, và cổ đấy cũng gần quăn quại luôn ạ các bác đây. Đấy, chất gỗ Quảng Bình thực sự bác nào am hiểu mới biết được chất này, nó chất gỗ này nó quý đến mức như thế nào. Đó, và rồi vào các đường ống này. Đường ống này thì là một con rơi. Đấy, một con rơi cắp cái giải lụa sâu đồng tiền. Đây, giải lụa này, sâu đồng tiền. Các cái giải lụa từ cái đuôi giải lụa đây được tỉa rất là thật và đẹp. Đấy, và các cái giải lụa buộc với nhau này. Và đây, từ cái đồng tiền này cũng được đục các cái chữ nho cổ. Đấy, đúng như là cái các cái đồng xu cổ ngày xưa. Đó. Và đây là con rơi. Đây, rơi thì mặt rất thần thái này các bác xem này, tỉa lông này. Đấy, nét tỉa bằng tay nhá. Mồm, tai, cánh, da. Có phê pha không các bác? Đây, và vào các đường ống đây các bác xem, nó cuốn này, móc rất là dẻo. Và quan trọng hơn bao giờ hết là thực sự chiếc sập này chất gỗ phải nói là quá hiếm luôn. Đấy, các bác theo dõi chúng tôi đăng rất là nhiều video clip, rất nhiều sản phẩm đẹp. Nhưng các bác để ý thì chiếc sập này phải nói là nó gỗ phải nói nó quá đỉnh cao luôn, không thể chê nổi. Và vào phần giữa đây là một con rơi cắp cái chữ khánh. Đây, cắp cái khánh. Cái khánh này thì được đục một chiếc thọ lẻ lên. Đó, được đục chiếc thọ lên. Và cái khánh các bác xem nó rất là tròn nhưng nó mập mạp đây. Nó mập mạp, nó lầy, nó mập mạp, nó đầy đặn, nó không bị sắc, nó không bị nhọn. Có đẹp không ạ? Đây, và các cái tỷ lệ, các cái xoáy này rất là cân. Đó. Và hai bên này thì là hai con rơi bộ ở hai bên. Đấy. Tổng nó có 2, 4, 5. 5 chú rơi tượng trưng cho ngũ phúc. Và đây, chú rơi giữa đây ạ. Từ các cái tỉa, các cái lông mắt, lông mi này, cái lông đầu này, ôm cái khánh này. Thực sự là không còn điều gì để chê nữa rồi. Đây, và đây là một con rơi ven. Đấy, các bác xem này ạ, mặt đẹp không ạ? Y xì như rơi thật ngoài thiên nhiên luôn. Và rồi, vào sang bên này thì cũng tương tự như bên kia. Đấy, bên này cũng tương tự như bên kia, rơi cắp giải lụa sâu đồng tiền. Đấy, các đồng tiền nấp vào cái này. Đấy, bên này cũng như vậy, tương tự luôn nha các bác nhá. Vậy, và qua hơn bao giờ hết là các bác xem gỗ, thực sự là tôi không có một điểm gì để chê luôn. Tại vì nó quá đẹp. Chất gỗ nó già, mịn, đanh. Càng ngồi, càng chơi, càng lâu, càng thấy độ quý của cái chất gỗ này. Mà không có rất ít chất gỗ làm, là rất ít những cái gỗ này mà có trên thị trường nha các bác nhá. Chất gỗ này phải nói cực kỳ hiếm có trên thị trường luôn. Phải sưu tầm rất là lâu, cực khổ mới sưu tầm được chất gỗ như này. Và đây, chiếc trần tiếp theo. Đây các bác xem này ạ. Dáng nó có đẹp không? Các bác cứ đi so sánh đi, thật nhiều chiếc sập vào, rất nhiều chiếc sập chân quỳ, thì các bác sẽ hiểu là chúng tôi có tâng bốc nói phét là cái chân này nó đẹp không. Cái chân này gò rất là khó các bác nhá, gò cực kỳ khó luôn. Không phải là ai cũng gò được, mà người thợ nào cũng gò được. Phải có nghệ, phải là người nghệ nhân có tay nghề, và cái đầu óc phải sáng tạo, cũng như là tay nghề phải cao thì mới gò được những cái chân như này. Đấy, các bác xem cái tỷ lệ nó quá cân đối và hài hòa, nó dẻo, dẻo căng luôn. Đấy, cuốn này, chân quỳ cuốn cái xoáy nó vào. Đấy, cuốn vào. Đấy, các bác xem tỷ lệ cuốn vào. Nó có đẹp không ạ? Đây, và gỗ thì tôi không biết nói gì hơn nữa, tại vì nó quá đẹp rồi. Đây là tôi quay camera, các bác xem để ý là nó có bộ bóng này. Đấy, đến xem thực tế nhá, tôi khẳng định luôn, đẹp hơn. Đẹp hơn trên hình ảnh chưa được 7 phần, 6 phần thôi. Đến xem mới được trọn vẹn 10. Đấy, các bác xem này có phê không ạ? Và rồi, đi sang bên này. Để tôi quay lâu một chút riêng chiếc sập này nhá. Đây, đây là bề chính diện của chiếc sập. Và đây, sang bên này cũng như vậy, tương tự luôn. Đấy, giờ trời nó quá tối rồi. Đấy, các bác chỉ cần xem cái chất gỗ thôi, cái lước gỗ thôi ạ. Đó. Và rồi, lên dạ ngang. Đốc ngang này thì cũng như vậy đây ạ. Đục các đường ống. Đấy, giải các cái đường ống khánh này. Rơi cắp đồng tiền. Rơi cắp giải lụa sâu đồng tiền. Đấy, chính xác là đọc như vậy. Và đây, chất gỗ dạ ngang này cũng tương tự như dạ tiền, đều chăm chắm luôn. Đấy, các bác xem này. Và rồi nha, ra chân hậu đây, chân hậu cũng như chân tiền. Đây không này, bảo là chân hậu đục ẩu hơn chân tiền, không phải nha, đây nhá các bác xem này. Đấy, cùng là một người thợ đục ra. Đúng phó cả đục ra luôn nhá các bác. Đấy, và đây. Đây tôi quay tổng thể dáng đốc ngang. Đấy, đốc ngang dáng có đẹp không ạ? Quá phê. Đấy,
Và rồi sang bên này tiếp tục đốc ngang bên này cho các bác xem kiểm tra nó không nứt nát gì cả. Đây và bên này cũng tương tự y xì như bên kia. Chắc chất gỗ tôi không phải bàn nữa rồi. Đấy, bác nào mà xem các bác tự đánh giá nhá. Đây, đây mới gọi là chất Quảng Bình đỉnh cao luôn. Đây mới gọi là Quảng Bình thực thụ này các bác này. Tại vì nó quá gân. Nó gân mà nó già, nó mịn răm. Không biết nói gì hơn nữa. Tại vì nó quá đẹp. Và đây chân hậu bên này. Đây, chân hậu bên này cũng tương tự như chân hậu bên kia. Và rồi, hơn hết nữa, phần quan trọng không kém, đó chính là trước mặt. Đây các bác xem, tôi quay cao máy camera lên cho các bác quan sát tất cả nhá, cái hình ảnh của hai tấm lá này cũng như là bộ thành này vân y xì như lá, cùng chất cùng vân. Đấy, đây, đây lá đây, tôi quay lá trong cho các bác xem trước nhá. Lá không có lốt ruồi, không có mắt mấu gì, không có nứt nẻ rác rập gì cả. Đấy, vân phải nói là quá đỉnh luôn, quá đỉnh luôn. Thực sự là lắm lúc không sản phẩm đẹp quá tôi không biết phải nói gì để cho các bác có thể hiểu, cho nên nó thể hiện hết ở trên hình ảnh camera điện thoại các bác xem. Ở đây mặt này ạ, đây tôi quay sát máy các bác xem cái chất gỗ này cũng như chất vân này. Đó, có đẹp không ạ? Quá đẹp luôn. Và rồi đây tôi đi cái thanh. Thanh này các bác xem từ đầu thanh đến cuối thanh này. Đấy các bác xem này ạ. Vân quằn quại luôn. Đẹp từ chất từ vân nhá, không phải là cứ vân. Cứ vân mà là đắt tiền mà là đẹp nha các bác nhá. Đẹp, vân đẹp nhưng mà cái chất gỗ phải đẹp. Đó, nó mới quý nha, nó đã quý rồi nó càng quý hơn. Đấy. Cho nên là chất gỗ như thế nhiều nhiều chất vụ ta mà bảo là vân không mà chất sộp thì không ăn thua. Chất phải già đanh. Đẹp. Đấy, thành ngang bên này và đây là thành hậu này. Đẹp y xì như nhau. Và đây sập này sập tam diện, đây là mặt hậu. Đó. Và rồi. Bác nào mà thực sự có nhu cầu để sở hữu chiếc sập này 2m x 1m60 này thì có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua hai số điện thoại là 083 626 9999 hoặc số Zalo là 0985 230 888. Và địa chỉ gà của chúng tôi là ở số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Hoặc các bác có thể đến khu tượng đài thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Cơ sở của chúng tôi cách khu tượng đài nằm trên trục quốc lộ 32, rẽ vào trong cổng làng Phượng Trì mất chừng vài trăm mét. Và các bác hãy đăng ký kênh để có thể liên tục cập nhật cũng như là theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang hàng ngày. Và cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác cũng như là quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.